bắn solo trong khu vực long. Một quân bài Sova đang thách thức đội bên phía của Blue Eyes White Dragon. Nhưng bây giờ lao xuống một shot bắn nhau luôn rồi. Brick lại làm đôi, Brick làm ba, và Niu vẫn quá khỏe ở thời điểm hiện tại, và chỉ còn là một người mà thôi. Vì chưa Bin, Bin làm được hay không đây? Câu trả lời là không. Trả ra hạt xe chưa lộ nha. Vấn đề là Asia vẫn chưa lộ, và Sinh Sinh phải đập luôn và xin chóc quy tiệc của đi vị trí của Asia. Nhưng mà họ đang không hề kê quả smoke ở tại khu vực ceiling nha. Sinh chóc đổi 1 rồi, và giờ Sinh chóc làm 4, có thể làm 5. Đến được Sinh chóc, đối phương đang đập cho mình trạng thái quá tải lên. Và giờ sẽ là kê chéo đẹp rồi. Nào, nhìn bên nào trước. Đó là Ace, Sinh Sinh chóc rồi. Và chưa kể là họ còn đang phải đối đầu cả những vị trí cương skill, vị trí đi móc. Storm tay là to, và vũ thương tin cũng bắt một cái gì vậy? Có một người bị bắt được cái chiêu cuối của Deadlock. Hansia cũng bắt được Bigot rồi. Storm đang kẹt lại, Storm vẫn có mạng. Nhưng những người đồng đội thì không, Storm là 3 rồi. Cần phải là một tiếng Ace Clutch cho vị trí của Storm. Và rõ ràng là bên phía của OG cũng hiểu được độ nguy hiểm của anh chàng này. Chính xác, Storm đã phá được hai cái mảnh tường rồi. Và Storm đang đẩy cái gì vậy? Quần nháy cam, vậy là sẽ không trách rồi. Một tình huống mà không hề để ý tới vị trí đối phương. Như ôi, bắn lên là chuyển biến đầu tiên. Vẫn có 2 mạng, vẫn có 3 mạng đến từ Phoenix. Trời ơi, 4 mạng cho Phoenix. Ulti trả xuống luôn đến từ vị trí của Brimstone. Có một rồi đến từ vị trí của Phoenix. Bu Kutai có một, có đôi. Và giờ đang gặp khó đến từ Bu. Và Bu vẫn muốn có mạng thêm. Chuyện một kill Bu Kutai rồi. Quát kill đến từ Bu Kutai. Mất hai người đến từ Unicorn Cyber, thậm chí là còn đang mất nhiều hơn. Sinh và Quinty là những người còn sống. Jack No One có mạng thứ 3, và đó là 4 xác cho Jack No One. Với đó là một khẩu chớt. Và đây thì mạng, hai mạng tới vị trí của Sinh. Triple kill Sinh rồi. Jack No One đổi được một quad kill vị trí của Sinh. Và hoàn toàn có thể là A. Góc kề rất đẹp rồi, một táp rồi. Map Pilot sẽ kết thúc, và không phải là tình huống A. Sinh đã lướt đi quá nhanh. Nhờ chiến thắng thì đang rất gần trong tay, và đó là A. Đang chưa dám đặt cho mình quả spy xuống. Muốn có mạng có được hay không đây? Thời gian còn lại 13 giây. Có một đến từ Xturbo. Double kill, 1v1, 7 giây. Cố gắng đặt spy luôn. Biết đối phương đang gần mình rồi. Phải đuổi vào, và đó là quát thành công đến từ Xturbo. Và bây giờ thì vào sai. Sặc đã kết thúc được một người rồi. Tiếp theo là double kill cho anh, triple kill, quát kill cho anh chàng Sặc rồi. Và chỉ còn lại một mình vị trí của anh chàng mang tên Xturbo mà thôi. Đức Tì thì đang nằm ở trong cái trạng thái được gọi dậy. Nhưng ôi, thẳng vào B này, không tạo tiếng à, không có camera ở đây. Ui rồi ôi, bữa tiệc luôn. Putin 4 sang cho Putin, nhiều máu quá. Chỉ là một chút thôi. Cơ hội đây, bắn là mặt. Sắp có tiếp tục là Putin. Thế flash, bắt đầu có những tiếng kêu cứu. Anh ơi, cứu em với. Cứu đây không đây, Kuro không qua được mèo rồi. Bay vào với giao xích tin cho bà cũng được một. Lấy gì cũng chỉ có 3 người giống như đối phương thôi. Đẩy ra luôn, và những con dao của Chop lại nhìn tới địa chỉ. Ây, rồi chuột phải luôn. Dư Trần phá chap nhưng lại không phá được chap, nhưng đã vào được trong side thì lại là hở lưng đến từ Cream. Double kill dành cho Lobo Tin. Vâng, Kia đổi được một thật đấy. Nhưng người ở lo thậm chí chết luôn, và nó quát kill dành cho phía trên Lobo Tin. Đây, và Mèo đang muốn tìm kiếm điều gì đó, nhưng Sinh thì lại bắt được Lobo Tin. Và Mèo hồi lướt rồi, nhưng Sinh đông và flick tốt đến từ phía trên Sinh. Sinh làm 3, Sinh đang hóa điên trong tình huống này. Đợi cho cái hồi máu, Sinh làm 4. Vô cùng đáng tiếc thì bên chế đội hình của Blue Eyes White Dragon đã quay trở lại, nhưng Layla vừa làm đôi, Layla pha cho mình, đó là con Alarm. Tình 2 cả năm, 5 con dao trước mặt cũng đầy đủ 5 người luôn. Và đó là 3 mạng cũng liên tiếp ra cái Epic Flash rồi. 2v2, một người vẫn đang kẹt ở bên, tiếp tục là mạng giao tình. Và đó là gọi Layla đang bị quầy, Layla có một Minh Long là người gục trước, 2 xác cho Layla. Phải rồi, triple kill của Layla, Ringer người quay 4 xác cho Layla. Retake đến từ bên phía đối phương thôi. Tình hai cái năm muốn nhiều hơn thế, tình hai năm muốn săn người. Quê cho Tinh rồi, 2v3 còn có thể làm được. Flash trả vào khu thủ ô. Tình hai cái năm có được cho mình hoang thứ 3. Cố gắng gỡ câu trả lời đã. Bật cho mình giáp, Migot gục rồi. Chính giáp Migot có mạng thì sau đó thì đang cũng gục thật. 2 xác cho Tinh, 3 xác cho Tinh. Cố gắng ngắt toàn bộ sự hỗ trợ dành cho người chơi phía trong khu vực market này. Nhưng Klet có một, Klet có đôi, Klet có 3 mạng. Ở vị trí Qless ở backside, đây là một free kill nào bỏ người tên tới 1, 2 mạng dành cho Qless, 3 mạng luôn, vâng, wow. 4 mạng dành cho vị trí Qless, gỡ luôn, cố gắng gỡ, và vị trí Storm, Storm đang cố gắng móc, nhưng đây là A dành cho vị trí Qless. Online Esports, độc quyền tổ chức, sản xuất và phát sóng giải đấu Online Valorant Series 2024 trên nền tảng livestream tương tác online.